Chắc lên đây chưa ăn sáng chắc chết tôi đó. A Di Đà Phật. Nóng quá. Thở không được nữa. Ông cá đấy. Ông bay gớm nhá. Đi với được. Xem nào. Đi là bị sắp nắng rồi. Bên đây này, quay lại bên đây này. Nhưng mà muốn lấy cái toàn này này. Đi vô đi đi. Áo đỏ cho em chụp. Cầm đi chị. Em đang phát đấy. Đà Phật, A Di Đà Phật. Phật tự âm. Đã quét được cho anh đó. Thì thằng quét ảnh cho anh chứ sao. Được chưa? Đúng à? Thế là chụp xong đây đi. Hương Nguyễn. Quay Hương nhiều nhiều. Đây đây đây, quay hình chị. Hương Nguyễn, Liên Nguyễn. Dì Liên Nguyễn. Hello. Nhà nhiếp, nhà nhiếp ảnh Mai Lục. Bác tài xế Hồi Trương. Chỉ mấy kiểu chả được. Pin hôm nay nhiều mà. Đứng ở đó. Áo xanh á, áo xanh hoa vàng đấy. Chỗ vợ tám đấy. Chị cái đây tí đi. Rồi, rồi rồi đứng đứng sâu vô quá là mất tượng, à ý là mất cái tượng. Chị ơi, bỏ áo xuống ong nó đốt. Đeo tay bông tắm ra. Đeo đúng rồi, đốt tay bông tắm đi.